Đây là khu tái định cư tại xã Long Đức, huyện Long Thành, một trong hai khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Các hạ tầng kỹ thuật như đường, điện, viễn thông, nước sạch đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng. Công nhân đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Hiện giờ là có từ 5 đến 6 mũi thi công vừa triển khai lát gạch hoàn thiện, vừa triển khai hoàn thiện bể nước thải và triển khai các hạng mục của điện và nước. Song song với quá trình thi công hoàn thiện vỉa hè và các hạng mục khác thì chúng tôi là tổ chức cắm mốc, để chia phân lô để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhất để bàn giao từng lô đến cho các hộ dân. Ở đây sẽ bố trí tái định cư cho 843 hộ dân phải thu hồi đất để thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hơn 500 lô đã được cắm mốc. Công việc cắm mốc đang được thực hiện khẩn trương, sẵn sàng bàn giao cho các hộ dân nhận đất tái định cư tới xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống. Còn tại khu tái định cư xã Long Phước, khác với cảnh điều hưu của khoảng 2 tháng trước do vướng rừng tràm, thì hiện ở đây đang là một công trường nhộn nhịp. Nhà thầu đã huy động hàng trăm đầu máy, thiết bị và nhân lực để thi công tổng lực, cố gắng bù tiến độ trước đây do vướng mặt bằng. Sau hơn 2 tháng thi công, dự án đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng. Hiện tại là đơn vị thi công đang tổ chức thi công tăng ca, một ngày có thể tăng ca trưa, tăng ca chiều, tăng ca tối, thực hiện theo tiêu chí là 3K 4 kíp, cố gắng hết sức để có thể hoàn thành được cái khối lượng công việc theo cái hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Bằng mọi giá đơn vị thi công sẽ cố gắng làm sao là đừng giảm đến mức thấp nhất cái phải mà gia hạn tiến độ. Khi hoàn thành, khu tái định cư xã Long Phước sẽ là nơi ở của 4.000 đến 4.500 người nhường đất để làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dù chưa hoàn thành hạ tầng, nhưng tháng 7 tới đây, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cũng sẽ tổ chức bốc thăm cho các hộ dân trên sơ đồ của khu tái định cư. Và trong khi chờ hoàn thiện khu tái định cư để xây dựng nhà cửa, huyện Long Thành sẽ hỗ trợ tiền tạm cư để đảm bảo chỗ ở tạm cho người dân.